phụ nữ dại nhất là chấp nhận là người thứ ba. Bởi lẽ, người đàn ông mà bạn đang ngày đêm mong đợi, vận dụng trăm phương nghìn kế để giành giật với người khác, tính cho cùng cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Trong khi lúc độc thân, bạn có thể tự nâng cao giá trị, trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Sau đó, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn cho cuộc đời mình. Việc gì phải khổ sở đâm đầu vào một người đàn ông đã có gia đình để mang tiếng là giật chồng người khác. Chưa kể, nếu như bạn có cướp được anh ta về tay mình thành công đi nữa, buộc được người đàn ông ấy bỏ vợ, liệu bạn có chắc cuộc sống của bạn từ đây về sau sẽ hạnh phúc và bình yên? Những người từng lén lút quan hệ bất chính sau lưng người khác, dù có đạt được mong muốn của mình, trong lòng họ vẫn sẽ luôn chất chứa nỗi lo sợ rằng anh ta cũng sẽ lại cắm sừng mình. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện. Sợ vợ phát hiện, bạn trai cho tôi 1 tỷ đồng với điều kiện đi thật xa để sinh con. Tôi không hiểu sao lại vướng vào chuyện tình éo le này, dù biết anh ấy đã có vợ. Tôi cũng nhiều lần tự kìm nén bản thân, nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng nổi sức hút từ người đàn ông ấy. Tôi chấp nhận làm người trong bóng tối để được yêu anh ấy, nhưng giờ chuyện không như mong muốn, tôi lỡ có bầu. Tôi đang có bầu ở tháng thứ 3, nhưng có nhiều điều khiến tôi mệt mỏi. Tôi bị nghén, ăn uống rất kém, nhưng điều khiến tôi hoang mang hơn là bố của con tôi không muốn chính danh thừa nhận cái thai. Anh ấy nói sẽ chu cấp cho mẹ con tôi đầy đủ nếu tôi biến khỏi cuộc đời anh ấy, nghĩa là đi đến một nơi thật xa làm lại cuộc đời. Khi biết tôi có bầu, anh ấy đã tìm mọi cách khuyên tôi bỏ cái thai, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Biết không thuyết phục được, anh ấy lại khuyên tôi đi thật xa để sinh con. Anh ấy sẽ chuyển cho tôi 1 tỷ đồng vì anh ấy không thể đến với tôi, bởi anh đã có gia đình. Vợ anh mà biết chuyện thì tan nát hết. Tôi không hiểu sao lại vướng vào chuyện tình éo le này. Dù biết anh ấy đã có vợ, tôi cũng nhiều lần tự kìm nén bản thân, nhưng cuối cùng không thể cưỡng nổi sức hút từ người đàn ông ấy. Tôi chấp nhận là người thứ ba trong bóng tối để được yêu anh ấy, nhưng rồi mọi chuyện không như mong muốn, tôi lỡ dính bầu. Anh ấy hoảng hốt khuyên tôi bỏ cái thai và dừng lại. Tôi đã rất giận và cố giữ cái thai đến bây giờ, nhưng thực tế trong lòng vẫn còn tình cảm với anh. Tôi sợ hãi vì lời đề nghị dù anh ấy hứa sẽ chu cấp cho tôi 1 tỷ đồng. Tôi không muốn rời xa nơi này chút nào, vì đến nơi ở mới lại một mình nuôi con. Tôi không biết sẽ thu xếp cuộc sống như thế nào, nhưng không đi cũng không được vì anh ấy ngày càng thúc ép tôi phải sớm quyết định. Anh bảo trước sau tôi cũng phải rời đi, bây giờ cái thai còn bé. Tôi không ổn định sớm để sinh con thì sẽ ngày càng khó khăn hơn. Tôi thì không thể gặp vợ anh ấy để nói rõ sự thật, vì làm như thế tôi sẽ mất cả anh ấy và có khi cũng không nhận được đồng nào từ anh. Lúc đó tôi sẽ xoay sở như thế nào để sinh con, mọi chuyện sẽ rối tung hết. Tôi phải làm gì để không phải rời xa người tôi yêu, vừa thu xếp được mọi chuyện ổn thỏa. Bạn nên biết, một khi đã đặt lòng tự trọng của mình xuống đất để chạy theo một người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, chấp nhận bị gọi là người thứ ba, đồng nghĩa với việc bạn cũng đã trao cho người đời quyền chà đạp, khinh thường bạn. Mặc dù biết rằng một khi đã yêu, người phụ nữ sẽ thường mặc kệ tất cả đúng sai, quên hết thảy lý trí và sự minh mẫn. Trong lòng họ giờ đây sẽ thoái thác cho cảm xúc dẫn dắt và mặc sức vùng vẫy trong tình yêu tội lỗi một cách bùng cháy, điên cuồng.